Chào mọi người. Vào thế kỷ 15. Này, trái đất hình cầu đấy. Trái đất hình phẳng mà. Mày bị khuyết tật não à? Hay mới từ dưới đất chui lên? Chắc thiếu sữa mẹ từ nhỏ. Đây cũng là thời kỳ mà giao thương giữa châu Á và châu Âu trở nên tấp nập. Người châu Á sở hữu rất nhiều hương liệu thảo dược có giá trị ở châu Âu, và họ giao thương với nhau qua con đường tơ lụa. Nhưng thời điểm này, đế chế Ottoman bắt đầu bành trướng. Một cuộc chiến đã xảy ra ngay cửa ngõ con đường tơ lụa dẫn vào châu Âu giữa người đế quốc Đông La Mã Byzantine theo Cơ Đốc và Ottoman theo Hồi giáo. Mặc dù có sự hỗ trợ từ các nước châu Âu theo Cơ Đốc khác, nhưng Byzantine vẫn thất bại trước người Ottoman. Thủ đô Constantine bị chiếm đóng, mà ngày nay được gọi là Istanbul ấy. Chấm dứt những dấu vết cuối cùng của đế chế La Mã cổ đại trên châu Âu. Để trả thù các nước châu Âu vì đã trợ chiến cho Byzantine, Ottoman đóng cửa luôn con đường tơ lụa. Bị chặn giao thương đường bộ, những người châu Âu không còn cách nào khác phải mở các cuộc thám hiểm mở đường thương mại sang châu Á bằng đường biển, mở ra thời kỳ thám hiểm hàng hải lớn nhất trong lịch sử, được gọi là thời đại khám phá. Hai nước tiên phong đi đầu cũng là đối thủ cạnh tranh với nhau trong các cuộc thám hiểm là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tiêu biểu nhất phải kể đến Bồ Đào Nha có Bartolomeu Dias, người châu Âu đầu tiên tới mũi Hảo Vọng, và Vasco da Gama, người châu Âu đầu tiên vượt mũi Hảo Vọng sang Ấn Độ. Không chịu kém cạnh, Tây Ban Nha cũng có cho mình Christopher Columbus, người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Đây chắc chắn là châu Á, quả nhiên trái đất tròn là thật. Không hề biết đó là châu Mỹ, Columbus trở về khoe chiến tích tới châu Á trong ngoặc kép lên cho hoàng gia Tây Ban Nha, và thuyết trái đất tròn dần trở nên phổ biến. Những chuyến thám hiểm thường mang về lợi nhuận siêu khủng từ hương liệu nên rất thu hút nhiều người đi thám hiểm. Cơ mà cũng chính vì vậy mà tàu của hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường xuyên đụng độ nhau trên biển. Để giải quyết tình trạng này, cả hai nước đã tự ký với nhau một hiệp ước. Nửa phía Tây sẽ là tuyến đường của Tây Ban Nha, còn nửa phía Đông còn lại sẽ là do Bồ Đào Nha kiểm soát. Thằng nào xâm phạm là cho chìm xuống đáy xã hội. Ok luôn, dù sao phía Tây bọn tao cũng qua được châu Á. Mà sẵn đây tao cũng báo cho mày một tin vui. Tin gì? Đó là nhà thám hiểm Amerigo của bọn tao đã chứng minh đó không phải là châu Á, mà là một lục địa mới. Ủa, không phải châu Á à? Chứ sao? Chết cha rồi. Mà khoan đã, nếu vậy thì phía sau lục địa mới là gì? Ferdinand Magellan, một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, được sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ cho hoàng gia. Cha là thị trưởng, nên hiển nhiên ông có quen biết với nhà vua. Năm lên 10, cha mẹ của ông mất sớm, Magellan buộc phải học tập cật lực để kế thừa truyền thống của gia đình, và niềm đam mê điều hướng thăm dò thám hiểm cũng bắt đầu từ đây. Năm 25 tuổi, với xuất thân và trình độ học vấn của mình, ông dễ dàng tham gia một vài cuộc chinh phạt hàng hải sang Ấn Độ. Quân Bồ Đào Nha giành chiến thắng trong trận hải chiến Zeus, mà kết quả trận chiến là người Bồ Đào Nha giành chiến thắng lại bỏ độc quyền thương mại của người Hồi giáo ở đây. Tất nhiên, Magellan lúc này chỉ làm nền, và vận may đã tới với ông vào năm 1509, khi họ tới Mã Lai. Nhờ có công lớn cứu cả đoàn khỏi ổ phục kích của dân bản địa Malacca, nên ông được chú ý và thăng chức. Sau đó, quân Bồ Đào Nha quay lại báo cừu Malacca và giành chiến thắng. Magellan được thưởng tiền tài kèm một nô lệ người Mã Lai theo về Bồ Đào Nha để nâng khăn sửa túi. Khoảng thời gian này, ông được truyền cảm hứng từ Columbus. Magellan có niềm tin rất lớn vào thuyết trái đất tròn, nên vào năm 1517, ông đã đề xuất với vua Bồ Đào Nha rằng: "Thưa bệ hạ, em tin rằng trái đất hình cầu, nếu vượt qua được tân thế giới, chúng ta sẽ tìm thấy châu Á, nên em rất mong muốn ngài sẽ đầu tư cho chuyến đi này ạ. Nhưng hiệp ước phân chia đã ký rồi, chú mà qua phía Tây vi phạm hiệp định là bị chìm xuống đáy xã hội đó. Nhưng mà em muốn chứng minh thuyết trái đất tròn." "Không cần thiết, phí tiền, chìm cút." Bị từ chối phũ, Magellan mang bộ dạng thất thểu vượt biên qua Tây Ban Nha. Tại đây ông đã gặp Diogo Barbosa, cũng từng du lịch Ấn Độ. Nhờ điểm chung đó mà cả hai dần trở nên thân thiết, thân đến mức mà Diogo đã gả con gái của mình cho Magellan. "Ui, được đấy, hảo bạn." Khoảng thời gian ở Tây Ban Nha, Magellan cũng tập trung nghiên cứu nhiều tài liệu hàng hải và vũ trụ. Nhất định trái đất là hình tròn. Thế là Magellan quyết định thử vận may với vị vua trẻ của Tây Ban Nha. "Thưa bệ hạ, nếu chúng ta đi về phía Tây, vượt qua châu Mỹ, nhất định sẽ tới được châu Á. Lúc ấy, ngài muốn bao nhiêu hương liệu cũng được." "Người nói thiệt không?" "Thiệt hay không phải đi mới biết ạ." "Chấp nhận đi thưa ngài, dù sao đó cũng là hải phận của chúng ta. Nếu thành công thì sẽ mang về hàng tấn hương liệu. Khi ấy, chúng ta sẽ giàu hơn đối thủ Bồ Đào Nha." "Ok, cũng hợp lý. Người cứ lo chuẩn bị, còn mọi chi phí và gia đình người ở đây cứ để ta lo tất." "Ui, ngài thiệt hào phóng." Quá cảm động, Magellan quyết định từ bỏ quốc tịch Bồ Đào Nha sang Tây Ban Nha.
Cuối cùng sau 2 năm chuẩn bị, 20 tháng 9 năm 1519, Magellan từ biệt gia đình, đem theo thằng em vợ Duarte Barbosa và nô lệ mình đi cùng. Nếu chuyến đi này thành công, anh sẽ trả chú về nơi sản xuất. Ngày hứa rồi đó nha. Anh uy tín lắm, mày cứ yên tâm. Hạm đội của Magellan gồm 5 con tàu chất đầy nhu yếu phẩm cùng với 270 thuyền viên bắt đầu khởi hành. Bẩm báo bệ hạ, có tin là Magellan đã từ bỏ quốc tịch Bồ sang phục vụ cho vua Tây Ban Nha rồi ạ. Gì? Sao hắn dám? Thế là vua Bồ Đào Nha tức điên, phát lệnh truy nã, cử hạm đội truy lùng Magellan vì tội phản quốc. Cũng may là ông đã cắt đuôi được tàu của Bồ Đào Nha. Magellan chỉ huy đàn tàu đi về hướng Tây Nam. Trải qua hàng tháng trời vượt qua biển Đại Tây Dương đầy bão tố, cuối cùng họ đã cập bến Nam Mỹ. Đây là đâu thế? Dạ, đây là Nam Mỹ, tương lai sẽ là Rio de Janeiro, Brazil ạ. Thế đây là ai? Dạ, họ là dân bản địa, có vẻ như có rất nhiều thức ăn. Cái gì đâu, thức ăn đâu đâu? Bây giờ sao thưa ngài, cướp hay giết? Mày điên à, có món gì đưa ra trao đổi đồ ăn đi. Sau khi trao đổi một vài món đồ kim loại lấy lương thực, Magellan tiếp tục khởi hành men theo bờ biển xuống phía nam. Nhưng mùa đông đã đến. Vãi lìn, sao tháng 3 lại có báo tuyết? Vì ở đây là phía nam bán cầu ạ. Thế là đoàn tàu của ông đành phải tấp vào Petro San Julian để đợi qua mùa đông. Lạnh và đói quá thưa ngài. Ráng chịu qua mùa đông đi. Em tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng chắc bọn thủy thủ người Tây Ban Nha kia sẽ để cho ngài yên. Bọn ta chịu hết nổi rồi. Với lại không thể để một chỉ huy Bồ Đào Nha như ngươi dẫn bọn ta vào chỗ chết được. Mau quay thuyền về ngay, nếu không thì giết tay bọn ta. Bây giờ xử lý sao ạ? Để ta cho một vài đứa cầm đầu khuất núi cho tụi nó sợ. Magellan đã chỉ huy những người trung thành với mình dập tắt cuộc nổi loạn, tiễn dòng những kẻ đầu têu. Giờ ai là người đẹp trai nhất tàu này? Tất nhiên là em, ta không hỏi mày. Em đi góp vui thôi chứ không dám chống ngài đâu ạ, tha em đi. Còn phản ta nữa là rơi xuống đáy xã hội đó biết chưa. Sau khi ổn định tình hình, Magellan cử một con tàu xuống phía nam do thám. Không may con tàu đó bị bão đánh đắm vào bãi đá ngầm. Rất may là toàn bộ thủy thủ trên tàu được cứu sống. Tiếp tục đi về phía nam, Magellan bắt gặp một eo biển ngoằn ngoèo. Những đốm sáng kia là gì đấy? Dạ, đó là lửa trại của thổ dân ạ. Vậy thì ta sẽ đặt tên cho eo biển này là vùng đất của lửa. Mà thời của em, eo biển này sẽ mang tên ngài đấy. Trong lúc đang mò đường thì một tàu chống Magellan nhân cơ hội này quay đầu bỏ trốn về Tây Ban Nha. Dù cũng mất mát nhưng Magellan vẫn tiếp tục tiến lên phía trước vượt qua eo biển. Cuối cùng chúng ta cũng đã ra tới biển lớn. Vậy ngài dự tính bao lâu nữa chúng ta sẽ tới châu Á? Chắc tầm vài ngày là tới nơi mà. 99 ngày rồi, khi nào chúng ta mới tới nơi ạ? Thì chắc tầm vài ngày nữa thôi. Nhưng bọn thủy thủ đã tới giới hạn rồi thưa ngài. Magellan không ngờ vùng biển mới này lại mênh mông đến vậy. Lương thực trên tàu đã dần cạn kiệt. Các thủy thủ phải ăn thịt chuột uống nước thánh để sinh tồn. 19 người đã chết đói. Cơ mà cũng may là vùng biển này khá yên bình, nên Magellan đã vui vẻ đặt tên cho nó là Thái Bình Dương. Có đảo, đâu có người không, có gái không. Cuối cùng sau 99 ngày lênh đênh trên biển, đoàn tàu của Magellan đã cập bến quần đảo Guam. Đón tiếp họ là những người thổ dân bản địa. Không những không đuổi họ đi mà còn tiếp đãi rất nồng hậu. Nhà anh không thiếu gì ngoài thực, các chú cứ đớp thoải mái. Anh em, bật chế độ hủy diệt đồ ăn. Yeah. Nhưng những người dân ở đây lần đầu thấy những người kỳ lạ lái những chiếc thuyền khổng lồ kỳ lạ không kém tới đảo này thì nảy sinh lòng hiếu kỳ. Ê tụi bay, thử treo lên chiếc tàu khổng lồ đó xem có gì vui. Ồ, ở đây nhiều món đồ độc lạ lắm thưa ngài. Thú vị phết, chụp một vài chục món làm kỷ niệm chắc họ không biết đâu, nhanh tay lên. Mà thứ đen và dài này là cái gì thế nhỉ? Đó là súng hỏa mai, một phát có thể tiễn người về với chùa. Sao ngươi biết? Tất nhiên người ta biết rồi. Chết cha! Magellan phẫn nộ kéo cô lên đảo bắn chết 7 người, đốt trụi 40 căn nhà lá để trừng phạt cái tội chôn chĩa. Sau khi rời đi, ông đã đặt cho nó một cái tên đầy khinh bỉ, quần đảo Mariana. Dịch từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là quần đảo của những tên trộm. Ngày 16 tháng 3 năm 1521, Magellan cập bến các hòn đảo thuộc Philippines ngày nay, và nô lệ người Mã Lai của Magellan đã nhận ra ngôn ngữ quen thuộc. Anh ơi, mấy người dân ở đây nói giọng quen lắm, có vẻ như chúng ta đã tới Viễn Đông rồi ạ. Thật à, quả nhiên trái đất là hình tròn. Magellan cắm cờ tuyên bố chủ quyền lên các hòn đảo. Khi cập bến Cebu, ông thiết lập mối quan hệ với tù trưởng người địa phương Raja Humabon, cốt là để chuyển toàn bộ người dân sang Kitô giáo và thề trung thành với nhà vua Tây Ban Nha. Hiển nhiên là có tù trưởng chống lưng, những người dân quanh đó nhanh chóng đồng ý và Magellan đã tổ chức lễ rửa tội cho hàng ngàn tín đồ. Tuy nhiên, tù trưởng đảo Mactan gần đó, tên là Lapu-Lapu, không đồng ý theo Kitô giáo và từ chối quyền cai trị của người Tây Ban Nha. Hay là ông dẫn quân bụp tụi nó dùm tôi luôn đi? Cũng được. Ngày 27 tháng 5 năm 1521,
Magellan mang theo 60 lính, trang bị đầy đủ áo giáp và khí giới, kéo lên đảo Mactan, đối đầu với 1.500 người của Lapu-Lapu. Cái gì? Sao đông thế? Chuẩn bị chết đi quân xâm lược. Gửi lời chào tới chúa hộ em. Ơ kìa, quánh chết cha tụi nó. Bị áp đảo quân số, Magellan đã về với chúa hưởng dương 41 tuổi. Số tàn quân còn lại cũng nhanh chân té vội khỏi đảo. Này, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên bầu thuyền trưởng mới chứ nhỉ? Chí phải. Tuy nhiên do trên tàu có sẵn hai phe trung thành và chống đối Magellan, kết quả là có hai người đại diện được hai phe chọn làm đồng chỉ huy. Đó là em vợ của Magellan, Duat Barbosa, và một thuyền viên từng chống đối Magellan là Juan Sebastian Elcano. Lúc này thì thuyền viên nô lệ người Mã Lai kia đòi thực hiện lời hứa của cố thuyền trưởng Magellan. Thả em nhá. Thả con cá. Quá cay cú vì bị bùng kèo nên anh ta đã thông đồng với tù trưởng Humabon lập ra một kế hoạch trả thù. Tối nay tôi mời anh em lên đảo tôi dự tiệc chia tay, nhớ tới nha. Ôi, thế thì còn gì bằng, đang đói bụng. Tới nơi rồi, đồ ăn đâu? Đồ ăn đây này, mà là ăn tỏi. Đây là cái giá của sự lươn lẹo. Cái đĩ. 30 thuyền viên và em vợ của Magellan đã bị úp sọt. Thế là nghiễm nhiên, Sebastian Elcano trở thành thuyền trưởng duy nhất. Đúng là cái định mệnh nó sắp đặt rồi. Báo cáo cho tao tình hình. Dạ, chúng ta còn 110 người và 3 tàu thưa ngài. 110 người mà dùng 3 tàu á, phí quá. Chất hết nhu yếu phẩm lên 2 tàu còn lại, đốt cháy con tàu thứ 3 cho tiết kiệm. Tiết kiệm ở chỗ nào ạ? Tiết kiệm sức người. Con tàu thứ 3 bị đốt trụi và 2 con tàu còn lại tiếp tục khởi hành tìm nơi bán hương liệu. Wow, chỗ này hành tráng thiệt nha. Đúng thiệt. Mà khoan, ngươi còn không mau đi hỏi đường, đứng đó nhìn con cả. Dạ vâng ạ. Thông qua hướng dẫn của người dân địa phương, tháng 11 năm 1521, đoàn tàu đã cập bến quần đảo Hương Liệu, tức thuộc quần đảo Maluku thuộc Indo ngày nay, một nơi chuyên giao dịch hương liệu. Cả đoàn mang tất cả những gì có thể giao dịch để đổi lấy hương liệu, chất đầy hàng hóa lên tàu. Ngon lành, bây giờ thì trở về thôi. Yeah. Một con tàu đột nhiên xuất hiện vết rò rỉ, buộc phải ở lại sửa chữa. Elcano quyết định tách đội ra làm hai. Đội 1 gồm 50 người ở lại sửa tàu, sau đó theo đường cũ trở về. Còn đội 2 của Elcano sẽ có 60 người, tiếp tục đi về phía tây vượt Ấn Độ Dương để trở về Tây Ban Nha. Sau khi vá tàu xong, đội 1 dong buồm trở về hướng đông. Nhưng đi được một đoạn thì gặp bão lớn kèm dịch bệnh bón hành, bèn phải quay lại quần đảo Hương Liệu. Vô tình chạm mặt với tàu Bồ Đào Nha rồi bị tóm sống. Vậy là chỉ còn mỗi đội 2 của Elcano tiếp tục trở về. Vì lúc này họ đang nằm ở Viễn Đông, trong phạm vi kiểm soát của Bồ Đào Nha theo hiệp ước, nên Elcano đã cố gắng đi sâu về phía nam, xa đất liền để tránh không cho Bồ Đào Nha phát hiện. Cuộc hành trình kéo dài 9 tuần và không thể tấp vào đất liền mua thức ăn. Các thủy thủ dần chết đói, sĩ số giảm xuống còn 35. Sau khi vượt qua mũi Hảo Vọng, vì cơn đói đã tới cực hạn, Elcano bèn phải tấp vào quần đảo của Bồ Đào Nha để dùng hương liệu đổi lấy thức ăn. Chúng bay cầm hương liệu vào đảo đổi lấy thức ăn đi. Dạ vâng ạ. Nhớ đừng để lính Bồ Đào Nha phát hiện đấy. Tất nhiên rồi. Nếu bị bắt là còn cái nịt đó. Dĩ nhiên rồi. 13 người được cử đi bị lính Bồ Đào Nha phát hiện rồi tóm gọn. Elcano cũng mặc kệ họ, nhanh chân rời khỏi đó. Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 9 năm 1522, gần 3 năm sau khi khởi hành, Elcano và 17 người còn lại trên tàu đã trở về Tây Ban Nha trong tình trạng mệt mỏi kiệt sức, kết thúc cuộc hành trình đi vòng quanh thế giới. Với 26 tấn hương liệu mang về, bán đắt như tôm tươi, không những bù lỗ cho chuyến thám hiểm mà còn mang lại lợi nhuận cực khủng. Cuối cùng thì Ferdinand Magellan không phải là người hoàn thành chuyến đi mà lại là Elcano. Tuy nhiên chính ông đã đặt nền móng cho nó, di sản để lại là nhân loại đã hình dung được hình hài của thế giới. Và thành tích này của Magellan đã không lặp lại cho đến tận 58 năm sau, khi một người Anh tên là Francis Drake đã thực hiện chuyến đi vòng quanh trái đất của riêng mình. À mà còn nữa, tụi bay cười tao nữa đi.